Đúng ngày thập bát trăng mười gia gia tụng niệm người người trì kinh. Lập đại lễ hóa sinh trà quả dân hương đăng tất cả khiết tinh. Cùng nhau hội hiệp trì kinh sớ dân từ mẫu chứng minh con lành. Nếu như có những danh hiền sĩ truyền ba kinh nghĩa lý đủ đầy, tự tôn đài thọ ân dày, cháu con hiền sĩ từ đây quy hoàng. Hưởng lộc thọ vinh quang phú quý, hạng phu nhân bần sĩ hiền thần. Truyền kinh phổ biến xa gần, gia gia vui hưởng muôn phần ấm no. Mẫu hứa sẽ ban cho con thầu, năm trai lành kế tạo lửa hương. Hai gái hiếu đạo thuần lương, đời đời nối dõi tổ đường tông môn. Nam nữ nào sùng tôn kính mẫu, kính lễ ngài kỷ mẫu thành tâm. Mẹ ban phước lộc cao thâm thiên xuân vạn đại hưởng âm đức dày. Sứ phương nào hằng ngày cung vía, đàn trang cầu bốn phía an ninh. Bảo toàn tánh mạng chúng sinh, mẫu hoàng phụ điện ưng linh lợi nguyền. Quốc dân nào kiên thiền dẫm bay, thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân. Mẫu từ cho xuất thánh nhân, thông minh xuất chúng muôn phần quyền linh. Công đức mẫu vô hình khó tả, dù lâm sơn biển cả khó hơn. Ai mà đáp nghĩa đền ơn, phải sùng ám tử hòa sơn tượng hình. Rồi dâng lên hương linh thờ phượng, tạo lập thành tâm tưởng bái tôn. Diêu trì Phật mẹ linh hồn, hiếu tử làm đặng y ngôn kim truyền. Mẹ sẽ nhận con hiền dấu thầu, gắng sức xây tái tạo mau đi. Tùy gia phương tiện hữu vi, chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào. Mẫu chứng lòng thành cao tâm hậu, sẽ ghi con tên thảo danh đề. Thẻ ngọc mẹ chuyển bút phê, tâm phàm phủi sạch trở về diêu cung. Bởi vì con tận trung tận hiếu, đắc quả cao cửu khiếu khai minh. Con hiền thọ hướng trường sinh, nhờ lòng quảng đại quang minh tâm thành. Mẹ sắc tử phong danh muôn thuở, chánh quả thành dứt
nở trần ai. Ban cho cựu phẩm liên đài, trung ương thượng quốc về ngay đền vàng. Thành đại la kim trang quy bao, phụ phụ đồng đắc đạo kim thân. Mẹ ban thọ hưởng hồng ân lưu, danh bửu điện muôn phần vẻ vang. Đức từ tôn mẫu hoàng bảo dường, trải hết tâm vô lượng vô biên. Ngự nơi cõi thượng thiên liên độ, cho quốc thời dân yên thanh bình. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Địa mẫu diệu kinh, Phật mẫu tuy vô hình vô tướng. Mẹ cầm quyền phạt thương nhân sinh, ban ra lời ngọc chân kinh khảo sát. Địa lý khai minh địa cầu, thuở hỗn độn một bầu không khí. Còn mịt mù vô thị biết đâu, Phật mẫu đã ngữ đó rồi. Phân ra thiên địa hoàng cầu chuyển xoay, mẹ đứng ra làm thầy trước nhất. Đạo quần khai lời thật quyền linh, phổ thông truyền ba chân kinh. Phán bài phong tục nhân sinh sáng ngời, chúng phàm trần đến đời quân hạ. Mẹ giáng cơ bút tả chân kinh, ai truyền ân tâm phổ in. Mẫu hoàng bảo hộ khương ninh cửu trường, người nào đầy lòng thương tiếp dần. Giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chân, dựng đời thánh trị thượng quân. Hết lòng chỉ giáo linh nhân tỏ tường, khắp thế giới thập phương cung kình. Ráng niệm trì nguyện thánh lời châu, đắc thành sở nguyện mong cầu. Vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm. Hoặc gia gia tháng năm ghi nhớ, lưu truyền kinh từ thuở ban hành. Kẻ nào tụng niệm chân thành thanh tiên, đắc đạo rạng danh lâu rồi. Ai chẳng tin bất cầu ác cảm, chế bay rằng mờ ám không tùng. Mà đến khi nào lúc lâm chung hồn linh, kẻ ấy vô cùng khổ đau. Ngục A Tỳ Sa vào miên viền, đọa đài người lâm tiên dễ khinh. Sanh lòng nhạo ban ly kinh, tội như biển cả mong minh thắm sầu. Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hại, mẹ chẳng phiền trai phải trái chi đâu. Xét ra khắp cả quảng cầu, đều do linh mẹ pháp màu chuyển ra. Mẹ thương con vị tha tất cả, nào thấy ai để giả xót thương.
đắng cay khổ nhọc ai tường rõ thông nỗi khổ đoan trường biết bao. Trang nữ kiệt anh hào chi hiu, bổ cáo cho người hiểu rõ ràng. Đứng ra giải đáp lời vàng cho người trần thế dương gian tri tường. Khắp thiên hạ thập phương chúng cành, nạn thiên tai phải quạnh hiu sầu dập dồn nhiều cảnh khổ đau quả tai trước mắt tránh đâu bây giờ. Mẹ thương con đề thơ phân tò lại chẳng nghe ghi rõ lời châu. Cuộc đời thế sự bể dâu, mẹ đã tường tận đoán rồi tiên tri. Dù khó khăn việc chi nguy khôn, mẹ bình trị chỉnh đốn khắp nơi. Phán truyền bài tỏ bao lời quá sanh, hoằng đạo khai đời dưỡng sanh. Phật mẫu có phân rành tất cả, 72 vị đã lãnh phần. Đương kim hành sự xa gần, vị nào cũng có thánh thân hợp chung. Duy mình mẫu chẳng cùng ai cả, khắp ở trong thiên hạ xứ nào. Lập chùa táo miếu đền cao phụng thờ, thần thánh ra vào cung nghinh. Còn mẫu đây riêng mình ai nhớ, đến tánh danh cũng chớ tường tri. Cõi trần chẳng có chi chi, một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng không. Bởi chúng sanh bát lòng chẳng nghĩ, nên cam đành khổ lụy sầu bi. Quanh năm bao cảnh loạn lý, trời mưa không thuận đất thì không sanh. Mẹ thương con chẳng đành đoán dứt, tình thiên liêng bút mực ghi rằng. Các con lân nhỏ nghe chăng thọ trì kính mẫu, khó khăn cũng lành khắp nhân sinh đều hành tâm đạo. Giúp cho đời cải tạo ăn năn, chẳng luận cao thấp ngàn bằng. Dù cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh, chính tuổi biết cung nghinh độc tùng. Điển quyền di hữu dụng mẹ ban, cốt nhục xa cách lạc đàn mẹ. Cho tái hợp bình an sớm dày, vui trong cảnh bao ngày cách biệt. Dù chia cũng hiệp cùng nhau, không phân hai bậc thấp cao. Ai ai cũng được truyền trao kinh này, khắp non nước Đông Tây Nam Bắc phổ biến kinh để nhắc nhở lòng. Thập phương ba tánh rõ thông, nếu chẳng khứng thọ chắc không sanh tồn. Bao nguy khổ dập dồn đau xiết, nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng. Chúng sanh ngã gục
nhào lăn lâm dòng đại nạn thoát chẳng được nào. Hiện bây giờ ốm đau bệnh tật sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê khắp trong tất cả thành quê thái đều thọ nạn ê chề khổ thân. Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết thổ sản này ngã chết chẳng còn. Đói lòng quằn quại các con vậy khuyên ráng nhớ lời son mẫu từ mẹ khuyên con tâm thư lời cuối. Gần tâm tu thông suốt lý kinh truyền trao giải nghĩa phổ in cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời. Chúng con sẽ thấy đời hết khổ nội trong năm phổ độ đầu tiên. Mưa hòa gió thuận khắp miền mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai. Còn như đáo lễ ngày kỷ mầu lập đàn tràng bái mẫu trì kinh dân đèn sáp thiệt quang minh từ tôn phủ điển nhân sinh phúc dày. Mỗi trăng có ba ngày kỷ mẫu kỳ hai thành tâm bền chi cúng dường kinh đàn đăng thủy hoa hương ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo. Việc cung kiến phải cho tinh khiết cố gắng tu tha thiết cần chuyên lo tròn phận sự hằng niên 36 nhật kiên thiền trì kinh. Sấm lễ vật cung nghinh từ mẫu trong các ngày kỷ mẫu lập đàn gồm có 6 ngọn đăng quang quả hoa tươi thấm hương phần 5 cây 6 chung nước lọc đầy đủ lệ cùng chung nhau họp để kính đàn thuyết kinh giảng lý rõ ràng mỗi người đều định tâm mang thọ trì ai xứ nào làm ý lời dài định tinh thần tụng bài biến kinh tiêu bao nghiệp chướng tội mình hưởng đời quấn thượng quyền linh sanh tồn. Ai cố gắng sớm hôm trì tùng thêm 2 thời chuyển dụng tâm thành mẹ ban quyền diệu điển thanh tự tay cứu chữa mạnh lành nội gia đức từ tôn truyền ra cho biết các con cần tha thiết ghi lòng. Lúa mạch gần chín đầy bóng hiền ra móng bạch hư không rõ ràng. Gió từ đâu thổi sang rất mạnh, trong niên này gặp cảnh phong ba. Khổ sầu từ trẻ tới già, chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàng. Nạn đói lạnh lầm than đau xiết là điềm trời ứng thiệt rõ ràng. Thiên đình đâu đà hạt lúa vàng, thần linh ngũ cốc lệnh ban về trời gieo hòa cho cảnh đời khốn khổ.
Tuy vậy mà có chỗ cung chùa, nơi nào kính mẹ sớm trưa, trì kính địa mẫu phước thừa bình an. Mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó, được trúng mùa mưa gió thuận hoàng. Ai từng phổ biến gia gia, tiên truyền kinh mẫu đứng ra giải bài, phổ thông tin đủ đầy ý nghĩa. Mẫu sẽ sai các vị thiên thần gia thần ủng hộ ân cần, đồng theo độ sẽ xa gần thành tâm. Được phúc lành tháng năm no ấm, mơ trên thiên đình ghi chấm phước ban. Nội gia kẻ đó thanh nhàn, được thành phát vinh quang muôn phần, thanh long bạch hổ thần cúng dâng. Phò tá người xưng đáng con lành, từ tôn cho biết rõ rành trăng, mười thập bát giáng sanh trần miền. Đến giờ ngõ kiên thiền kinh mâu, chẳng có nên dời đổi thời gian. Sửu mùi thình tuất không an, đúng giờ nhất định lập đàn trì kinh. Cầu lên mẹ thương tình cứu khổ, phụ điển linh phổ độ chúng sanh. Các con tự hộp tâm thành, được ban màu nhiệm phúc lành khắp nơi. Mẹ hiện thanh xuống đời tri chứng, phương hướng nào bền vững chí tâm. Thường hành kính mẫu diệu thâm, ngày đêm thành kính tháng năm thanh nhàn. Còn lo chi mùa màng chẳng trung, gia nào hãy trì tụng kinh này. Phước lành sẽ được hưởng ngay, thăng thiên đắc quả chẳng sai chẳng lầm. Hưởng quy tế cao thâm lộc cả, thọ hương đăng trà quả vinh sang. Chân kinh của đức mẫu hoàng gồm bao diệu lý lời vàng ngọc châu. Kinh địa mẫu đúng vào bậc nhất, chẳng tường phân ý thức suy tầm. Người đời còn bởi mê tâm chẳng, nên khinh dễ lỗi lầm tội mang. Ai tỉnh ngộ lập đàn cúng kinh, thọ trì kinh nghiêm chỉnh cúng dường. Nạn tai nghiệp chướng lỡ vương, một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm luân. Kinh địa mẫu thấm nhuần đạo lý, gắn cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên. Hằng ngày ròm rã khấn nguyện, được nhiều công đức tội liền tiêu tan. Kinh mẫu hơn muôn ngàn kinh khác, ai chí tâm hiển đạt phúc lành. Rõ thông từng chữ hiểu rành, người đó sẽ được mẹ dành hồng ân. Điển quyền linh xa gần chiêu tòa, phóng hào quang khắp cả bầu trời. Thường người hiểu rõ từng lời tâm tư, kẻ đó sáng ngời minh châu. Ai thông đạt từng câu nghiêm kỳ, đã tri tường nghĩa lý diệu kinh. Có thể gội sạch tội mình bao nhiêu nghiệp
chướng oan tình tiêu tan, như ai rõ từng hàng máu dài. Qua nạn tai sắp xảy đến mình lại, còn hưởng được phước vinh tam tài lộc thọ khương minh thanh nhàn. Nếu ai hiểu được toàn kinh quyền, thì đích danh mẫu chuyển điển quang, luôn được phước lộc bình an đời đời kiếp kiếp mẹ ban phúc dày. Như nghe thuyết kinh này chẳng tường, lại bỏ qua không lượng tường tri, mà lòng chẳng khứng thó trì bị khép vào tội khinh khi Phật trời. Tội phỉ ban bao lời xúc phạm, lâm vào cảnh khóc thảm sầu than. Ngày ấy chẳng có kêu oan, phải đành dương tội gian nan ngục hình. Dẫn nước nào chẳng tin lời mầu, sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha. Đại kiếp thủy hỏa phong ba thải đều chết rồi đâu mà còn chi. Lòng mẫu từ nghĩ suy đau xiết, muốn hưu quỷ đại kiếp phong ba. Nạn thủy hỏa sắp xảy ra thường, cho sanh chúng phải xa cảnh sầu. Ngặt chung chẳng quay đầu trở lại, tuân theo lời mẫu dạy trong kinh. Mẹ muốn bỏ số tử sinh, vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều. Mẹ tin mãi bao điều phương kỳ, chẳng đành lòng bỏ phế lãng ngơ. Tình thương vô bến vô bờ, làm sao cứu được con thơ trở về. Mẹ dùng trước màu phế sắc lên, phán phân rằng chỉ định thế này. Truyền thần thiên ngắt đến đây, chia làm hai phái lướt mây xuống trần. Người hung dữ ác thần dẫn dắt, nhập cùng chúng kẻ bất lương tâm. Độc ác tàn nhẫn đã dâm, chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi. Bậc hiền lương phượng phí quân tử, thiện thần gom lại giữ một nơi. Đưa vào chánh giác kịp thời, ngày đêm tu niệm quên đời gian nan. Chờ đến ngày hả màn chung cuộc, mẫu sẽ giải ra một cái chài. Dù cho thiện ác phân hai, tóm thâu tất cả một chài nhốt chung. Liên lụy kẻ tận trung hiếu thảo, người tu hành học đạo kinh tâm. Chừng đó mới thấy diệu thâm, mẫu từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành. Được sống sót nhàn thanh đủ trí, biết tường phân chân lý đường tà. Thiện gần ác lại tranh xa, từ đó các đạo mở ra khai quăng. Đồng xuôi lòng ăn năn quy tù, chánh đạo mẫu hội đủ đem về. Chẳng còn chia rẽ khen chế, phân ra nhiều mối khó bề tường phân. Hình tướng chài phép
thân màu nhiệm mẫu tả ra những điểm rất cần. Nhị thập bát tú phân thần phủ vệ chính bắc giác gần chánh nam. Còn phương hướng tây nam tây bắc các vị thần giáp bạc mặt bông bào, gồm sau mười vị tài cao mẫu từ phán lệnh truyền trao lời vàng tuân lời dạy thiên can mười vị. Thập nhị thần đính chỉ địa chi tất cả tình tu các vì ủng hộ hoàng đế thái vi hoàn toàn. Đức tự tôn mẫu hoàng điều khiển thần lôi công lôi điện tam phương, phân thân trân thủ phi thường sáu mươi bốn quẻ tỏ tường diệu thâm, hiện nguyên hình tay cầm binh khí, đứng vàng ra trực chỉ đó đây khắp trong thiên hạ đủ đầy trận đồ của mẫu lập xây hạ miền. Cõi trời nam từ niên đinh lời đến niên thân dậu mới thiệt rồi, biết bao quyền bí nhiễm màu tại nơi hạ giới tham sầu thiết tha. Mẫu từ bủa thiên la địa dầm sức đại hùng giang đậm kinh hồn, làm cho thiên ám địa hôn thần sầu quỷ khóc giống tồn thảm thương. Còn tứ đại thiên dương tiếp lệnh bốn cửa trận mẫu đỉnh trấn an, tám vị thần lực kim cán xông vào trận qua pháp đàn thần thông. Làm trời đất hư không yên ngà, nhật nguyệt tinh châu quả đảo xây, cũng như trong chóng lăn quay thế rồi lặn mất không ngày hiện ra. Mẫu thâu lại yên tà lăng mì, kẻ bất lương phải bị luật hình hô phong quang dọa lôi đình, làm cho sóng nổ nước mênh mông tràn lửa dậy khắp dương gian nguy khổ. Trấn cuồng phong bão tố khắp vùng, mẫu tận diệt đưa bất trung xử người bất nghĩa chẳng dung tha nào. Đến chừng đó vàng thao mới rõ, mẫu thâu xong ngày đó bình an. Nước rút sóng lặng gió tan, sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuần. Chỉ còn người hiền lương sống sót, kẻ thiện lương được thoát khỏi vòng. Thế là mẫu dũng quyền công, diệu pháp qua biến thần thông lẽ làng. Kinh đô có sen vàng đua nở, bốn phía vòng khắp ở thị thành. Các con yêu thảo hiền lành, đến chừng khi đó mẫu danh hồng ân. Được đổi xác kim thân bất hoại, chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên. Chứng đặng đại la thiên tiên thiên, bởi nhờ công cố gắng tu hiền thành công. Hội bàn đạo thưởng đồng tất cả, các con nào đắc quả giữ vào.
thế rồi vĩnh viễn về sau chẳng còn chuyện kiếp khổ đau trần miền, chúng con được niên niên bất tử. Khoái lạc tiểu diêu ngữ cảnh nhàn, giống cảnh diêu điển mẫu hoàng, luôn hưởng thọ phước kia an cửu trường. Phật mẫu ngữ trên thượng tầng coi, hoằng khai dưỡng nhân loại bảo toàn. Hết lòng quảng đại sắc son, quá sanh dạy dỗ các con phản hồi. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Con kính lại địa mẫu đấng tối cao vô thượng, đã giáng lâm phù hộ thế gian này. Với anh linh cùng đức độ cao dày, cộng tế thế an ban danh còn đường. Con kính lại địa mẫu Ấn Độ sanh vô lượng, ân báo trì cứu tử lại vô biên. Mẹ của nhân gian, mẹ thánh mẹ hiền, hàng Phật tử chúng con nguyện ghi mãi. Con kính lại địa mẫu đấng mẫu nghi tứ hải, danh gian lừng khắp cả nước non tiên. Xuống trần gian làm Phật mẫu mẹ hiền, để cứu độ chúng, để cứu độ chúng, để cứu độ chúng, để cứu độ chúng, để cứu